chào các bạn. Và video tiếp theo là con Su Linh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chú cá thật là dễ thương nha các bạn ơi. Và các bạn thể theo dõi bộ con Su Linh vẽ con cá xem là có đẹp không, và các bạn hãy vẽ theo những gì mà bố Su Linh hướng dẫn các bạn nha. Và chúng ta bắt đầu vẽ con cá thế nào. Rồi bây giờ anh sẽ vẽ cái thân con cá trước nha các bạn ơi. Đây, nhìn vào Su Linh nhìn bố này. Anh vẽ tròn này, được chưa? Rồi sau đây vẽ theo bố này, vẽ hình tròn hoặc hình cong. Rồi, được rồi. Tiếp theo là phía dưới này, phía dưới nha, cùng vẽ theo bố nha. Nhìn bố này, ta vẽ một hình cong này, chưa? Rồi, tiếp theo là ta vẽ cái đuôi này. Đây, ta vẽ cái đuôi. Đây. Còn lại đây. Chưa? Rồi con vẽ vòng xuống đây này. Con vẽ vòng, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp theo lên phía trên này. Lên phía trên. Rồi, ta bo lại. Chưa? Ừ, đúng rồi. Rồi tiếp theo là ta vẽ cái vây ở dưới này. Su Linh nhìn bố này, ta vẽ một cái vây này. Rồi dưới này, đúng rồi. Rồi dừng lại. Tiếp theo là con nối ở đây xuống dưới đây một cái vây nữa, được chưa? Con bố đi chàng bố này. Rồi con nối được lấy lại, được chưa? Tiếp theo là phía trên này. Ở phía trên nha, phía trên ta vẽ một đường này, đây vẽ một hình cong này. Rồi, đúng rồi. Và tiếp theo ta vẽ cái xương cho cái vây nha. Đây này, nhìn bố này, nối từ trên này nối xuống, chưa? 2 3 cái nè, nối từ trên xuống, đúng rồi, vẽ đi, đúng rồi. 1 2 3 cái. Rồi phía dưới này một cái. Rồi tiếp theo là một cái nữa. Rồi tiếp theo là cái đuôi này, là ta vẽ một cái xương này, một cái. Rồi 2. Rồi ở dưới này một cái, hai cái, chưa? Rồi ta nối những cái điểm này với nhau. Rồi con nối lại đi, con nối từ trên này nối xuống, đúng rồi. Tiếp theo là ta vẽ cái đầu cho con cá nha. Này nhìn bố này, chúng ta vẽ từ đây kéo xuống tới đây, chưa? Đấy, con vẽ từ trên này kéo vùng cung xuống, đúng rồi, vẽ đúng rồi. Tiếp theo là ta vẽ mắt cho con cá này. Ta vẽ một hình tròn to này. Đúng rồi, má có nói không? Đây cái mắt này, cái má là ở đây rồi. Đây vẽ một hình tròn to này, hình tròn to. Rồi tiếp theo ta vẽ phía trong này, ta vẽ phía trong này một hình nhỏ nữa, chưa? Ừ, một hình nhỏ nữa. Rồi phía trong này ta vẽ một cái hình này để cho đây. Ta tô màu màu đen vào. Ừ, ta tô màu đen chỗ cái này thôi. Đấy, ta thành cái mắt cá này. Đúng rồi, con tô màu đen, đúng. Ta vẽ vây. Này tiếp theo nha. Theo con vẽ thêm một cái đường ở đây nữa, cái đường đây này, vẽ thêm một cái đường ở đây nữa cho nó song song với cái đường mà đúng ngoài ra vẽ. Cái má của nó ở đây hả bố? Ừ, đúng rồi. Con vẽ một cái đường đây nữa. Bố, cái má ở đây vậy đó. Ừ, con vẽ một cái đường song song cái đường kia, nhỏ thôi, bố nè. Đúng rồi, con vẽ xuống. Rồi, cao đầu lên. Rồi tiếp theo ta vẽ những cái vây nhá. Nhìn bố vẽ này, vẽ đây cái vây, hình cong. Rồi
Đúng rồi, bé đúng rồi. Tiếp theo là cùng ở đây, ở cái điểm này, ta nối xuống. Đúng rồi, ở đó. Tiếp theo đây, nối xuống. Rồi, đây, ta cũng nối xuống. Ta nối xuống đây thôi, xuống cái bờ thôi. Rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp theo là ở cái cảnh này. Ta cũng làm cái vây, ta nối xuống cái này. Trên cái đỉnh á, đúng rồi. Một hình cong, đúng rồi. Tiếp theo đây nữa, một hình cong nữa. Rồi tiếp theo là cũng một hình cong nữa. Chưa? Rồi ngon lắm. Tiếp theo này, tiếp theo nhìn bố này, nhìn bố này. Và con vẽ ở đây, xuống đây. Đúng rồi. Và tiếp theo đây. Rồi, ta lại nối tiếp đây. Rồi chỗ này ta nối ra đây là được. Nối xíu ra là đúng rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Một con cá hoàn chỉnh nha. Bây giờ vô tô cho nó đậm xíu. Bây giờ ta tô thêm cái viền cho nó đậm xíu nào. Ta tô đi lại cái viền cho nó đậm xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tô màu các em. Các em theo dõi anh và bé Xuân Linh tô màu nha. Để tô đầu lên nào. Cái quay anh sẽ tô màu vàng nha các em ơi. Con thích tô màu gì con tô nha. Con tô cái nào nhiều màu sắc luôn. Con tô nhiều màu sắc, ok luôn. Các em theo dõi xem là anh và bé Xuân Linh ai sẽ tô màu đẹp hơn nha các em. Và các em nhớ những gì anh hướng dẫn chưa nào. Và các em sẽ làm theo nha. Mình tô hết màu hồng luôn hả? Không có thù con hả? Anh sẽ làm một con cá thật nhiều màu sắc nha các em. Sẽ làm nhanh lên. Và Xu Linh sẽ làm nhanh để thắng bố các em ạ. Thì không có bố, chỉ có nắm má vào thôi. Cho bố phải tăng mắt của nó. Tăng mắt màu xanh các, mắt ở ngoài màu xanh á. Bố tăng mắt màu hồng. Tăng mắt màu hồng ạ, đợi bố xíu nha. Xuân Linh rất thích màu hồng các bạn ạ. Nên là Xuân Linh tô cái gì màu hồng hết á. Đây, con cá của anh rất như là nhiều màu sắc luôn. Các bạn chú ý là chúng ta tô. Chúng ta tô đừng để bị lem ra phía ngoài là nó sẽ rất xấu nha. Wow, Xuân Linh tô đã xong rồi. Chỉ còn mình anh thôi các bạn ơi. Và anh sẽ tô con cá này thật đẹp cho các em xem là nó có đẹp hơn con cá của Xu Linh không nha. Con là đẹp không? À để bố tô. Má của con mà hồng đẹp hơn chưa? Rất là dễ thương luôn. Anh sẽ tô nắp nóc con cá này thật đẹp cho các bạn xem và các bạn học theo nha. Sau anh sẽ tô màu cam. Anh sẽ tới auto nắm nốt cho các bạn nhìn kỹ anh tô như thế nào nha. Và các bạn hãy học theo anh nhé. Bó cam đi ra ngoài nè. Tô không được lem ra ngoài nha các bạn. Nó lem ra ngoài nè. Và các em hãy học theo anh nha. Hãy học theo những gì mà anh hướng dẫn bé nè. Và anh hướng dẫn tô nha. Chúng ta sẽ tô ở cái viền này trước. Rồi chúng ta tô phía trong này thì nó đỡ lem ra phía ngoài nha các em ơi. Đấy, các em làm theo anh hướng dẫn này. Và còn cái đầu con cá nữa. Cái đầu ở đây. Cái đầu anh sẽ tô màu... Bố ơi, con tô cái đầu nữa. Cái đầu anh sẽ tô màu tím đi. Cái đầu anh sẽ tô màu tím nha các em.
Đây, đây là tác phẩm của anh nè, còn đây là bé Su Linh này các bạn. Các bạn chấm điểm xem là ai đẹp hơn nha. Đây là Su Linh, một con cá rất là dễ thương luôn. Và anh cũng vậy, một con cá nhiều màu sắc, rất là lộng lẫy. Và video của anh và bé Su Linh đã hết rồi. Tạm biệt các em nhé, bye bye.